Chào các bạn, đây là cái sản phẩm bù cắm điện của hãng Remax. Đây là cái modem mà có 4 cổng sạc USB 5V cũng như là cái vỏ hộp thì làm rất là đẹp và sang trọng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp thử cho các bạn tham khảo. Remax này rất cẩn thận bọc đến hai cái lớp túi bóng. Như Xiaomi hay một số hãng khác thì có một cái túi bóng mờ mờ thôi. Rồi, như vậy là mình đang có hai cái ổ cắm điện của hãng Remax với phiên bản 4 cổng USB. Cái sản phẩm này thì cũng giống như là các cái sản phẩm ổ cắm điện khác của Remax thôi. Thiết kế hầu như là giống nhau tuyệt đối, chỉ khác nhau là có nhiều cái cổng USB hơn. Vẫn là một cái lớp hợp kim bọc ở phía đầu và logo của Remax sờ vào mát lạnh. Đối với màu đen thì chúng ta sẽ có một cái màu vàng đồng hợp kim. Còn đối với màu trắng thì chúng ta sẽ có một cái màu bạc. Ngoài ra thì phía trên này chúng ta sẽ có một cái nút bấm bật tắt. Không hiểu sao mấy cái anh tàu khựa này, các anh ấy làm cái nút bấm nó cũng cảm giác nó không được thoải mái lắm. Ví dụ ngay cả trên Xiaomi cũng vậy, cái nút bấm nó cũng không cảm giác tốt. Và cái trên Remax này cũng vậy. Cái Xiaomi thì quá nhẹ, còn cái Remax này khá nặng. Và cái cảm giác đàn hồi nó cũng không được tốt. Ngoài ra thì như các bạn nhìn ở đây thì nó sẽ có ba cái cổng cắm điện. Và tất nhiên cái cổng cắm điện này thì nó sẽ chỉ hỗ trợ các cái phích cắm cho thị trường Việt Nam, Trung Quốc chứ không hỗ trợ được các cái chuẩn của châu Âu. Và trên cái chân cắm điện thì nó cũng có một cái thanh chặn để hạn chế trẻ con có thể thò ngón tay vào. Ở phía dưới này các bạn sẽ có 4 cái cổng sạc USB và đèn trạng thái. Ở đây thì các bạn sẽ được phân rõ ra để hạn chế cái tình trạng sạc quá tải. Hai cổng phía trên này thì sẽ đáp ứng dòng là 2.1A. Và hai cổng phía dưới này sẽ đáp ứng dòng là 1A. Và tổng đáp ứng của cả cái dây điện này thì nó rơi vào khoảng 10A cho ba ổ cắm điện cũng như là 4 cổng sạc. Như vậy thì mình nghĩ là nó cũng khá là tạm được. Vẫn theo phong cách của mấy anh Trung Quốc, nghĩa là chân cắm thì các anh ấy chỉ hỗ trợ cho thị trường của các anh ấy thôi. Anh không hỗ trợ cho các cái thị trường khác. Nên khi mua các cái sản phẩm này thì các bạn cần phải thêm một cái cổng chuyển đổi dây điện nữa. Về thiết kế thì nó cũng không có gì đặc biệt và nó cũng giống như hầu hết các cái ổ cắm điện khác của Remax mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.